Chúng các bác quay trở lại kênh YouTube của My Anh Trèo. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác cách hẹn tắt bật cho điều hòa Daikin. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng rất nhiều bác không biết thực hiện và có yêu cầu em hướng dẫn. Thì các bác chỉ cần làm theo các thao tác mà em hướng dẫn như trong video ngày hôm nay. Đấy, rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ giúp em. Cảm ơn các bác. Trên thị trường thì hiện tại đã ra cái mẫu điều hòa Daikin mới rồi. Nên là khi mà các bác xem clip thì các bác sẽ thấy một số các cái dòng điều hòa hoặc là điều khiển nhà các bác sẽ khác so với cái điều khiển em cầm trên tay. Tuy nhiên thì về cơ bản cái chức năng on off tắt bật trên điều hòa Daikin thì dù là điều khiển của Daikin mới hay là dòng điều hòa Daikin cũ thì nó sẽ có tương tự nhau, các bác chỉ cần làm đúng thao tác là ok. Đầu tiên thì các bác nhớ là sẽ phải đây, phía trên của em kia là điều hòa đang treo trên tường, và khi mà các bác thử nghiệm thì cái điều hòa, cái điều khiển của các bác sẽ phải chỉ về phía điều hòa. Đấy, thì với cái điều khiển thì các bác lưu ý để ý ở trên cái bàn phím thì nó sẽ có nút timer này, timer là hiện giờ, on off là tắt bật, nút cancel và có cái biểu tượng hình đồng hồ. Thì đầu tiên thì các bác sẽ phải, các bác nhìn ở trên điều khiển thì nó đang có hiển thị cái thời gian đồng hồ ở bên dưới góc màn hình, thì các bác sẽ phải điều chỉnh làm sao cái thời gian đó nó trùng với cả cái thời gian thực tế, tức là các bác sẽ thao tác, các bác chỉ điều khiển về phía điều hòa này, sau đó các bác ấn chữ ấn cái phím ở bên dưới biểu tượng đồng hồ để các bác chỉnh thời gian. Đây các bác nhìn này, đấy, nó sẽ nhấp nháy thì các bác sẽ chỉnh được. Bây giờ hiện tại bây giờ là 16 giờ, đây là chữ 5 giờ 24 PM, tức là khoảng nó đang là 17 giờ thì em sẽ chỉnh về 16 giờ để các bác cùng xem. Đấy, các bác ấn phím lên xuống này để chỉnh. Đấy, 4 giờ 10, 4 giờ 9, 4 giờ 8, 4 giờ 7, 4 giờ 6, 4 giờ 5, 4 giờ 4, 4 giờ 3. Đấy, như này là chuẩn. Sau đó ấn xong thì các bác ấn vào cái biểu tượng cái phím ở bên dưới màn hình đồng hồ. Đấy, nó kêu tít cái, tức là thời gian trên cái điều khiển đã được đồng bộ và chỉnh nó giống với cả thời gian thực tại bên ngoài. Đấy, sau khi chỉnh xong thì các bác sẽ để ý hai cái nút on off ở bên sườn của điều hòa, của điều khiển điều hòa, thì các bác muốn hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật. Bây giờ ví dụ em sẽ ấn là hẹn giờ tắt, bây giờ là 4 giờ thì em muốn hẹn là khoảng 4 giờ 30 tắt thì em ấn off. Các bác nhìn này, ấn off nó sẽ lên, thì đây nó sẽ có hiển thị lên là AM00, thì các bác sẽ phải điều chỉnh. Đây, điều chỉnh thời gian. Đấy, nó sẽ chạy đúng thời gian luôn. Thì các bác phải lưu ý là AM và PM nhé các bác nhé. Đấy, em sẽ chỉnh lên khoảng 4 giờ 30. Cái này là nó sẽ đủ lên là 12 tiếng luôn đấy ạ. AM là thời gian bên ngày. À, còn bên sáng, còn PM là bên chiều. Đấy, em ấn từ 0 lên 12 thì nó sẽ nhảy sang PM. Em muốn hẹn là 4 giờ 30, 4 giờ 30 tắt. Đấy, ấn xong thì các bác ấn, đây các bác nhìn này, ấn PM. Sau khi ấn xong thì các bác ấn vào cái biểu tượng thời gian ở bên sườn này để các bác set. Đây, các bác ấn vào off ở bên sườn để các bác set. Đấy, như thế thì nó sẽ hẹn là 4 giờ 30 chiều thì nó sẽ tắt. Đấy, các bạn nhìn này, trên tường kia là 4 giờ thì đồng hồ nó chạy đến đúng 4 giờ 30. Đây, điều hòa đang bật, đang có đèn timer. Các bạn nhìn nhé, khi mà các bạn ấn chức năng timer thì cái đèn timer nó sẽ sáng. Các bạn nhìn sẽ hai đèn sáng này, một đèn tín hiệu nguồn của điều hòa và một đèn hẹn giờ, nó sẽ sáng lên. Thì khi mà em đã ấn xong, em đã chọn xong thời gian để hẹn nó tắt. Đây, các bạn ấn off để các bạn chọn thời gian này.
chỉnh lên xuôi để chọn thời gian này, sau đó thì chọn xong thì các bạn ấn off để các bạn xác nhận đấy, xong là 4:30 nó sẽ tự động tắt đấy. Thì em muốn hẹn giờ nó tắt là như vậy, còn muốn hẹn giờ mở thì cũng tiếp tục nhấn on đấy. On thì nó hiển thị ở bên này thì nó sẽ có chữ AM và PM. PM là 4:30 chiều và 4:30 chiều là tắt này, và em sẽ hẹn nó là 4:35 chiều là bật, thì em lại tiếp tục điều chỉnh thời gian 6 lên đến 12. Đây nó đang một bên là tắt này, một bên là mở. Đấy, nó sẽ hiển thị lên. Các bạn làm từ từ thôi. Đấy, nó sẽ lên PM này. Đấy, nó sẽ chỉnh lên 4, 4:35 đi. 4:35. 4:40 và bước tiến của nó 10 phút thì nó sẽ mở, thì ấn xong thì em ấn chọn nó on để xác nhận. Đấy, kêu tít cái. Thì em đã thực hiện xong cái thao tác cài đặt hẹn giờ tắt mở cho điều hòa. Một lát nữa thì em sẽ cùng các bác test để xem có chính xác đúng cái thời gian đó nó tắt bật hay không các bác nhé. Đấy thì các bác làm theo, các bác không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới thì em sẽ hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác. Thao tác rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Đấy. Này các bạn nhìn nhé, đèn timer nó đang sáng kìa. Có hai đèn song song đúng không ạ? Do có bóng điện nó đang hơi lóa nên là các bạn có thể nhìn đã, các bạn nhìn hai đèn song song, có một đèn đèn hẹn giờ nó đang bật. Đấy, một lát nữa thì sẽ cùng chờ đến 4:30 và 4:40, 4:30 tắt và 4:40 là nó sẽ mở. Đấy. Cảm ơn các bác. Đấy, các bác thấy đúng 4:30 thì điều hòa đã tự động tắt rồi. Một lát nữa thì em cần xem là 4:40 rồi mở lên nhà coi nhé. À, đúng 4:40 thì điều hòa nó đã tự động bật lên rồi. Đấy, quá trình cài đặt hẹn giờ tắt bật là thành công các bác nhé.